Quý Hương xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đến với chương trình thì chúng ta sẽ được xem những tình huống rất gần gũi thường gặp hàng ngày, và thông qua đó thì mình sẽ rút ra được những bài học và kiến thức bổ ích cho bản thân mình, gia đình mình và cũng như những người thân xung quanh để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lê Hùng, giám đốc chuyên môn của Medental, đồng thời cũng là giảng viên Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội. Vâng, chào bác sĩ. Xin chào MC Quỳnh Lương và quý vị khán giả. Chị Hạnh sau mỗi giờ làm việc ở công ty, hàng ngày chị vẫn nấu nướng chăm lo cho gia đình. Ngoài ra thì chị còn là người mẹ hiền dịu, yêu thương con cái hết mực, để ý chia ly, chăm sóc con cái từng chi tiết nhỏ. Nếu con mình gặp vấn đề gì đó là chị biết ngay. Nhưng đối với chính bản thân chị thì chị lại lơ là, sao cũng được, ít chăm sóc cho bản thân mình. Một ngày nọ, bất chợt chị cảm thấy mình bị đau răng, nghĩ là chuyện thường ngày, chị lại ý y không đi thăm khám cũng chẳng thuốc men. Anh Phúc là chồng của chị, thấy chị không ăn uống được gì thì anh rất là lo lắng. Anh mới khuyên chị nên đi bác sĩ thử coi xem sao. Nhưng chị Hạnh lại cho rằng, nhức răng là chuyện thường tình mà, chuyện con có gì đâu mà khám, chỉ cần chị nghỉ ngơi chút là nó qua cơn hết à. Qua hôm sau, cơn đau răng không hết lại kèm theo triệu chứng đau đầu, ù tai, làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày của chị Hạnh. Chị ăn không ngon, ngủ không yên giấc, người lúc nào cũng mệt mỏi. Chị mới nhờ chồng mình kiểm tra xem răng có bị sao không. Chị Hạnh há miệng ra cho chồng nhìn, nhưng anh chồng lại lắc đầu không thấy. Chị Hạnh suy nghĩ, hay do tuần trước chị đi nhổ răng khôn nên giờ bị ảnh hưởng. Anh Phúc không cho rằng như vậy, anh nghĩ là chắc do chị Hạnh bị vấn đề gì về răng miệng rồi nên mới ảnh hưởng đến đau đầu. Ông Nhà là người lớn nhất trong gia đình lên tiếng bảo hai con mình hãy đưa nhau lên bệnh viện để kiểm tra, chứ mà đoán già đoán non thì cũng thế. Tranh luận từ sáng tới tối là mấy đứa nhỏ nó lo, tội nghiệp tụi nhỏ. Cô Binh bé bồng đồng thanh, dạ đúng rồi, mẹ đi khám đi mẹ. Chị Hạnh thấy vậy nên đã nhờ anh Phúc chở đi bác sĩ để biết mình đang gặp vấn đề gì về răng miệng. Thì là một câu chuyện, nó là đau vai gáy nhưng mà nó lại liên quan đến vấn đề răng miệng. Đây là một cái tình huống mà rất là thú vị trong các cái gia đình, cũng có thể là khá là thường gặp. Nhiều người không nghĩ rằng là cái đau đầu hay đau vai gáy nó có liên quan gì đến răng hay không. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là đau đầu, đau vai gáy, đau tai, nguyên nhân đến từ răng miệng. Bất cứ cơn đau nào trên cơ thể thì cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cơn đau đầu, nhưng mà cái mối quan hệ giữa đau răng và đau đầu là một trong những mối quan hệ mật thiết nhất với nhau. Khi đau răng dữ dội thì người bệnh sẽ có cảm giác đó là nhức đầu này, đau tai hay đau vai gáy. Thì vậy chúng ta phải làm gì với những cái trường hợp mình gặp phải? Vâng thưa bác sĩ, thì cái mối liên hệ giữa cơn đau răng hàm này gây nên đau đầu và đau nửa đầu như thế nào? Mình chỉ chia sẻ một chút về mặt cái chuyên môn một chút. Thì trong cái hệ thần kinh ấy, đặc biệt là cái vùng đầu là vùng gọi là cái cơ quan thần kinh trung ương chi phối tất cả mọi cái hoạt động cũng như là vận động và cảm giác của toàn bộ cơ thể. Thế thì nó sẽ có rất là nhiều cái dây thần kinh nó chi phối cho các cái vùng khác nhau. Thế thì ở cái vùng mà hàm mặt và nó chi phối đến cái vùng răng ấy thì nó sẽ có cái dây liên quan đến dây thần kinh số 5. Nó có cái nhánh cho cái hàm trên và nhánh cho hàm dưới và nhánh cho chi phối cho vùng mắt. Nó sẽ có chia ra ba nhánh như thế. Thì tất cả có những cái vấn đề gì mà nó liên quan đến có cái viêm nhiễm hoặc có cái chèn ép thì đấy đến các cái dây thần kinh hoặc là các cái kích thích nó sẽ gây ra cái đau. Kích thích nó mạnh thì nó liên quan, nó lan lên trên cái đầu, nó có thể là gây ra đau đầu. Thế với các bác sĩ thì nguyên nhân nào làm đau răng dẫn đến đau đầu, đau vai gáy hay là đau tai? Nó sẽ có rất là nhiều cái nguyên nhân bởi vì là cái cơ thể của mình là thông thường sẽ có đến khoảng 28 đến 30 cái răng. Bất kỳ có một cái răng nào nó có cái vấn đề gì đấy thì nó cũng có thể gây ra các cái triệu chứng. Thế thì cái đơn giản nhất là có thể là các cái tổn thương tổ chức cứng của răng. Ví dụ như các cái mòn cổ răng chẳng hạn, rất là hay gặp ở cái lứa tuổi mà cái trung niên hoặc là tuổi già. Hay là các cái răng nó bị sâu ở cái mức độ nhẹ thôi. Thì các cái triệu chứng ban đầu nó chỉ là ăn nóng lạnh khi có cái e-boot. Sau một cái thời gian mà nó phá hủy nhiều hơn, nó vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cái tụy răng thì nó bắt đầu có những cái kích thích gây cái viêm tụy và nó gây ra những cái cơn đau. Nó lan lên cả cái vùng thái dương, cái vùng đầu, cái vùng tai ở cùng cái bên với cái răng tổn thương đấy. Để lâu nữa nó không được điều trị nữa thì các cái tụy nó chết, nó gây ra những cái
tổn thương ở vùng quanh cái chóp răng. Các cái bệnh lý có thể gặp đến như là cái viêm quanh cuống răng chẳng hạn. Thông thường các cái cơn đau của cái viêm quanh cuống răng nó còn kết hợp thêm cả những cái sưng nữa chẳng hạn. Nó có cái sưng lên, chính các cái sưng này nó chen ép các cái dây thần kinh, nó gây cái đau lên đầu và lên tai. Ngoài ra còn có nhiều cái nguyên nhân khác, như là một số các cái răng số 8 nó có lợi chùm, nó cũng rất là hay viêm. Và đặc biệt là các cái chị em phụ nữ ấy, trong cái thời kỳ bầu bí và cho con bú, rồi trong cái chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là trong những cái khi nó mệt mỏi, stress thì đấy, nó có thể gây ra những cái viêm ở cái vùng gốc hàm. Ngoài ra thì có một cái nguyên nhân mà ít người để ý đến nữa, đấy là có những cái rối loạn với mặt khớp thể dương hàm. Thì thông thường nó biểu hiện bằng để đau mỏi cơ ở cái vùng một bên, có thể là hai bên, đặc biệt là vùng tai. Thì nhiều bệnh nhân thì người ta sẽ không nghĩ rằng là nó sẽ không có cái sự liên quan đến cái răng. Thông thường thì người ta đến các cái chuyên khoa, người ta kiểm tra về cái mạch não, rồi về cái vai gáy chẳng hạn. Như thế thì khi họ điều trị thì không có kết quả, hoặc là những người chụp phim vào thì thấy là cái mạch não và cái cuộc sống rất là bình thường. Thế thì mới chuyển qua cái chuyên khoa răng hàm mặt để thăm khám. Thì đôi khi chỉ là bác sĩ thăm khám và phát hiện có các cái răng 8 nó mọc lệch, mọc trôi đi, xử lý nhổ xong đi về, nó đỡ dần, nó giảm dần, ví dụ như thế. Hoặc là một số các cái trường hợp các cái bệnh nhân mà có các cái răng chen trúc này, đặc biệt là những cái cắn ngược, hoặc là có những cái trường hợp các cái bệnh nhân mà mất răng lâu ngày không làm răng thay thế vào thì làm cho nó chen trúc, nó xô lệch, nó gây ra một cái sang chấn về mặt cái khớp cắn. Và nó từ đấy nó ảnh hưởng đến cái khớp thể dương hàm. Về lâu dài thì nó sẽ có một số các cái triệu chứng đau mỏi, rồi đau tai, rồi đau đầu, đau vai gáy. Thì các cái thống kê có khi nó đến khoảng 60-70% dân số đều có những cái triệu chứng từ rất là nhẹ đến rất là nặng. Sau cái chia sẻ bác sĩ, em cảm thấy đây cũng là một vấn đề khá là nghiêm trọng nếu chúng ta không thăm khám. Thưa bác sĩ, thì chúng ta nên làm gì khi mà chúng ta bị đau răng mà nó dẫn tới đau đầu này, đau vai gáy và đau tai như vậy? Khi mà có các cái triệu chứng, bất kỳ các triệu chứng gì nó bất thường, kể cả là nhỏ thôi, thì cũng nên được thăm khám kịp thời, tìm đến đúng người, các cái bác sĩ có cái chuyên môn thì người ta thăm khám, người ta phát hiện ra các cái triệu chứng và có xử lý kịp thời. Đôi khi là có những cái triệu chứng nó tương đối là nhẹ thôi, nhưng mà nó là một cái chỉ điểm cho một cái vấn đề nào đấy nó rất là quan trọng, mà để lâu thì sau này nó có những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái mặt cái sinh hoạt hàng ngày, rồi đến cái tâm lý. Đôi khi là những cái nó không phải là cái khó chịu lắm, nhưng mà nó bị dai dẳng, nó tái đi tái lại trong cái giai đoạn sớm, thì mình phát hiện sớm mình được cho một cái kết quả tốt hơn mà cùng với một cái chi phí, một cái thời gian nó tiết kiệm nhất cho bệnh nhân. Quay lại câu chuyện tình huống chúng ta thì thấy là chị Hạnh là bị ảnh hưởng là sức khỏe này, khi mình đi làm này, xong ảnh hưởng đến ăn uống này, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình, rồi hai vợ chồng cãi nhau thứ, thì em nghĩ là cái ảnh hưởng nó khá nghiêm trọng, bởi vì nó ảnh hưởng toàn diện tất cả mọi thứ, đúng không bác sĩ? Thế thưa bác sĩ là triệu chứng nào thì có thể cho mình biết được tình trạng mà khi mà mình đang bị đau răng mà dẫn tới đau đầu này, đau vai gáy hay đau tai đấy, nó diễn biến là nó nặng và mình cần phải đến bác sĩ ạ? Đôi khi mọi người hãy đứng về trước gương và quan sát xem cái khuôn mặt của mình có cân đối hai bên hay không. Một số các cái bệnh nhân người ta đến và bác sĩ chỉ cho mặt của anh chị không cân đối và bắt đầu người với cái giật mình ra, hoặc là thậm chí trong cái giai đoạn mà khi nó lệch hẳn cả hai bên rồi thì họ mới nhận ra đấy. Thì cái đấy đầu tiên là một cái dấu hiệu cũng rất là quan trọng. Ngoài ra có một số các cái triệu chứng khác, bệnh nhân người ta cảm giác người ta đau mỏi cơ vùng hai bên, đặc biệt là cái vùng ở nắp tai này, cái vùng xung quanh cái tai này, rồi ăn nhai nó mỏi, há ngậm miệng ra có thể có những cái tiếng kêu, tiếng lục cục hay là tiếng click gì đấy, có những cái triệu chứng về cái đau lan lên trên đầu và đau cái vùng vai gáy. Và quan trọng là mình biết quan tâm sức khỏe bản thân mình và chăm sóc nó hàng ngày. Mình không được như chị Hạnh là chỉ biết chăm lo công việc hay gia đình và bỏ bê bản thân mình, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Thì thưa bác sĩ là nếu như mà mình không kịp thời điều trị ấy, thì nó có thể dẫn tới những biến chứng gì không bác sĩ? Nó sẽ có rất là nhiều các cái biến chứng. Cơn đau đấy có thể nó hết đi thì bệnh nhân tự nhiên nó không quan tâm đến cái đấy nữa. Tuy nhiên khi đã có một cơn đau như thế thì chắc chắn nó sẽ có một cái vấn đề nào đấy kèm theo.
Cái đấy là cái điều chắc chắn. Vâng. À, khi nó hết cái cơn đau đấy rồi thì các cái bệnh lý nó vẫn tiếp tục tiến triển, tiếp tục phát triển và nó sẽ gặp lại trong tương lai. Ví dụ như nó có một cái viêm nhiễm nào đấy mình bỏ qua đấy, nó tiếp tục phát triển và nó phá hủy hết cả cái xương hàm chẳng hạn, hoặc là về cái khớp thái dương hàm thì để càng lâu thì nó sẽ càng nặng hơn, cái khoảng cách giữa các cái lân nó sẽ gần nhau hơn và triệu chứng thương nó sẽ tăng nặng hơn. Thế thì khi mà mình bị đau đầu này, đau vai gáy do mình đau răng như vậy ấy, thì mình có thể sử dụng cái mẹo lấy đá lạnh chườm vào cái chỗ đau răng này được không? Thực ra thì cái đá lạnh thì nó chỉ có cái tác dụng là như này này. Nó có tác dụng là nó chống giảm cái sưng đau sau phẫu thuật chẳng hạn này. Hoặc bệnh nhân nó có cái sưng nề, người ta chườm vào đấy thì nó sẽ có tác dụng thôi. Còn các cái nguyên nhân khác ấy, thì nó hoàn toàn nó không có tác dụng. Ví dụ như đau mà đau ở cái khớp thái dương hàm thì chườm đá nó cũng không có cái tác dụng gì cả. Mà khi đấy nó lại phải chườm ấm cơ, để tăng cường cái vận mạch lên cơ, để nó đào thải các cái chất viêm nó nhanh hơn. Sử dụng một cách mà nó không đúng, nó không những không có tác dụng mà nó còn cái phản tác dụng. Mọi người nên theo cái lời khuyên của bác sĩ, nó có cái cơ sở khoa học, cái bằng chứng, và như thế thì sẽ tốt hơn. Tránh là đôi khi cứ lạm dụng, hoặc là trong nhà chắc cũ ấy, hay theo kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm đấy thì có thể là nó đúng cho một người nhưng nó không đúng cho hơn nhiều người, và người ta chỉ lấy một cái kinh nghiệm cho của một người đúng đấy. Người ta đi nói cho 100 người đôi khi là 99 người sau nó sai đi. Cho nên tất cả những cái gì nào sử dụng đều phải có cái căn cứ khoa học, để như thế mình hãy đi sử dụng. À, lúc bác sĩ chia sẻ thì em có nhớ câu chuyện ngày xưa em có bị đau cái răng hàm và em bị sâu răng. Thì em đang trong quá trình là mình theo dõi thì em có bị bớt răng, thì em cũng nghe mọi người nói là em lấy đá em chườm. Thực ra trước đó là em chưa hề bị đau đầu, cho đến khi em chườm xong thì cơn đau đầu của em nó bắt đầu buốt lên, em mới bị đau đầu. Thì bây giờ nãy bác sĩ có chia sẻ thì em thấy là mình nên tìm hiểu cái khoa học hơn, đúng không bác sĩ? Thế thì còn cái việc mà mình xử lý cái việc đau răng này bằng cách dùng nước chanh hoặc là nhai tỏi để giảm đau nhức răng ấy, có đúng hay không bác sĩ? Cái này là một cái câu hỏi rất là thú vị. Thực ra thì một số các cái bệnh lý nó sẽ có các cái cơ chế khác nhau, các cái triệu chứng khác nhau và cái cách điều trị nó khác nhau. Dùng một cái này cho tất cả mọi cái, nó sẽ không đúng, chắc chắn nó sẽ không đúng. Ví dụ như có một người bảo trước đây tôi đau răng mà tôi dùng cái này là cái này nó tự nhiên nó hết luôn này. Ví dụ như thế. Họ thấy rằng cái đấy là như là một cái chân lý và người ta muốn truyền đạt lại, muốn chia sẻ lại cho mọi người rất là tốt thôi. Tuy nhiên thì họ không biết rằng là có 1001 các cái bệnh lý về răng nó khác nhau. Thế thì mỗi cái này nó dùng chung cho tất cả mọi cái thì chắc chắn nó sẽ là không đúng. Bây giờ thì bọn mình hay gọi là có cái bác sĩ Google. Vâng. Mọi cái đều cứ click lên và chia sẻ bệnh tôi đang bệnh này, hoặc là có cái triệu chứng như này thì đánh vào như này. Mỗi cái đau đầu như nó sẽ có 1001 các cái bệnh nó gây ra cái đau đầu như thế. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì mình cứ gọi là cái điều trị tù mù rồi này khác thì nó gây ra những cái hậu quả nó cũng nặng nề. Thì mọi người nên lựa chọn một bác sĩ riêng của mình. Bất kỳ có cái vấn đề gì thì có thể không cần phải đến thăm khám trực tiếp, mà có thể là mọi người gọi điện tham vấn. Có những cái vấn đề, các cái triệu chứng mà nó nghiêm trọng thì phải đến cái phòng khám để kiểm tra, hoặc là cái chụp phim để tìm ra cái nguyên nhân và giải quyết luôn. Mình thì cứ hay trêu với các người nhân là bác sĩ với anh chị sẽ phải nắm tay nhau đi đến hết con đường, đến hết cái cuộc đời, luôn luôn như thế. Đó là một cái mối quan hệ đó, chung là nó cũng thân thiết gắn bó. Nói chung lại là rất nhiều các lời khuyên, các bài học bổ ích từ kiến thức của bác sĩ. Nói chung cảm ơn bác sĩ rất nhiều những lời khuyên, những lời chia sẻ của cái chủ đề ngày hôm nay ở đây. Rất là cảm ơn MC Quỳnh Lương và quý vị khán giả. Tất cả quý vị khán giả đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 18:10 vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật trên kênh HTV9. Và bây giờ thì em cũng như bác sĩ là sẽ gửi chào tới tất cả quý vị khán giả.